19 triệu đồng cho chiếc Oppo Reno 8 Pro. Một số người sẽ cho rằng đây là một chiếc máy rất overrated với những gì mà máy đem lại, cụ thể là về mặt thông số cũng không thực sự quá ấn tượng. Tuy nhiên trong những mặt trải nghiệm thực tế và những gì mà Oppo trang bị lên trên chiếc máy này, mình hoàn toàn sẽ khẳng định việc bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy là rất xứng đáng. Hãy cùng chúng mình đi tìm hiểu ở trong video ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Viettel Store và đây là bài đánh giá chiếc Oppo Reno 8 Pro. Vì sao mà mình lại nói rằng chiếc Reno 8 Pro này là một chiếc máy xứng đáng so với khoản tiền mà chúng ta bỏ ra? Bỏ qua yếu tố cấu hình đi, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem ở phía bên trong có gì nổi bật. Nếu như xét riêng về khoản camera, chúng ta sẽ có một bộ chip xử lý hình ảnh riêng, tạm gọi là Mari Silicon X. Và bộ chip xử lý này sẽ giúp chúng ta có thể xử lý được hình ảnh ở trong các điều kiện tốt hơn. Minh chứng rõ ràng nhất cho điều này anh em có thể xem qua bức hình sau đây. Anh em sẽ nhìn thấy ngay khả năng xử lý hình ảnh trong những khoảng sáng tối được thể hiện rất rõ ràng ở trên chiếc Reno 8 Pro. Ngay cả khả năng quay video ở trên chiếc máy này cũng cho chúng ta thấy được sự ấn tượng phần nào ở trên hệ thống camera trên một chiếc máy có mức giá 19 triệu đồng của Oppo. Tuy nhiên nếu như nói rằng Oppo Reno 8 Pro là một chiếc máy đánh mất chính mình khi mà về khả năng xử lý camera khác biệt hoàn toàn so với những chiếc máy Oppo khác thì mình anh em đã nhầm. Nếu như chúng ta để ý khả năng xử lý hình ảnh giữa những vùng chủ thể là người thì anh em vẫn sẽ cảm nhận thấy phần tông da người của chúng ta sẽ được làm mịn hơn và chúng ta hoàn toàn có thể tùy chỉnh ở bên trong phần camera. Và với mình, ít nhất là chiếc Oppo Reno 8 Pro này đã khắc phục được những nhược điểm trước đấy ở trên những dòng sản phẩm nằm trong phân khúc tầm trung hay cận cao cấp, khi những chiếc máy này thường xuyên gặp phải những vấn đề liên quan đến khả năng xử lý hình ảnh trong một vài những điều kiện bất lợi để khiến ảnh trở nên hơi bệt, thì Reno 8 Pro trường hợp này đã gần như không còn xảy ra ở trong điều kiện đủ sáng nữa. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong về khả năng chụp hình đủ sáng, vậy thì thiếu sáng sẽ như thế nào? Đừng nghĩ rằng hai camera siêu to khổng lồ này là để chơi, vì nó sẽ giúp cho khả năng thu sáng ở trong những điều kiện bất lợi ở trên Reno 8 Pro trở nên tốt hơn rất nhiều. Và một minh chứng rõ ràng nhất cho điều này, anh em có thể thấy ở đây, đấy là ảnh cho ra vẫn đảm bảo cho chúng ta được chi tiết ở vùng tối. Tuy nhiên có một vài thứ mà mình cảm thấy không ưng cho lắm, đấy là với những bức ảnh mà gặp phải điều kiện bị tranh sáng, chúng ta zoom lên ảnh sẽ xuất hiện trường hợp bị cháy sáng ở một số vùng chủ thể. Và với mình đây là những điểm hơi đáng tiếc. Có thể trong khoảng thời gian sắp tới khi Oppo đem đến cho chúng ta những bản cập nhật phần mềm thì nó sẽ là một cái gì đấy tốt hơn đôi chút. Đây là một chiếc máy vừa mới ra mắt tại thị trường Việt Nam mà thôi, thế nên mình nghĩ rằng chúng ta cũng cần phải có thời gian để Oppo hoàn thiện chiếc máy này một cách tốt nhất cả về mặt phần cứng và phần mềm để chúng tương tác với nhau, giúp cho chúng ta có được những bức ảnh tốt nhất. Rồi, thế còn về camera selfie, Reno 8 Pro xử lý như thế nào? Cơ bản thì từ trước đến nay Oppo chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng về khả năng chụp hình selfie cả. Reno 8 Pro cũng tương tự như vậy. Anh em sẽ nhìn thấy ngay phần tông da của bạn nữ khi mà chúng ta chụp ảnh selfie. Tông da đã được cà mịn và nó sẽ giúp cho chúng ta có được những bức ảnh nịnh mắt nhất có thể. Nhưng như bao video khác mình cũng đã từng nói với anh em, đây là những bức ảnh này sẽ rất khó để hậu kỳ. Thế nên nếu như chúng ta muốn có được những bức ảnh có thể dễ hậu kỳ hơn thì chúng ta nên tắt chế độ làm đẹp ở trên camera selfie của những chiếc smartphone Oppo. Rồi, để tổng kết chung thì anh em sẽ thấy ngay Oppo năm nay họ quảng bá rất nhiều về bộ chip xử lý hình ảnh riêng để giúp cho khả năng xử lý hình ảnh liên quan đến camera trở nên tốt hơn. Mình nghĩ rằng Oppo năm nay đã rất thành công trong việc đem tính năng này lên trên một dòng smartphone có thể cho rằng là flagship của dòng Reno, đấy là chiếc Oppo Reno 8 Pro. Nhân tiện nói đến chip thì chắc chắn chúng ta sẽ phải đề cập đến mặt hiệu năng ở trên Reno 8 Pro. Một con chip như Dimensity 8100 Max sẽ có khả năng xử lý gần như tương đồng so với con chip Snapdragon 888+. Thế nên chúng ta khi mà chiến game không cần phải quá lo nghĩ đến việc máy sẽ xảy ra trường hợp bị giật và lag, mà chưa kể đến việc Dimensity 8100 Max là một con chip rất mát trong quá trình mà chúng ta sử dụng. RAM và ROM thì cũng không phải là yếu tố để chúng ta cảm thấy quá lo lắng với một chiếc máy mà chúng ta bỏ ra một khoản tiền rất lớn để sở hữu.
Với mình thì năm nay Oppo đã hoàn thiện rất tốt mặt hiệu năng rồi. Cơ bản là con chip Dimensity 8100 Max ở thời điểm hiện tại đã rất ngon. Oppo làm như vậy cũng là một cách để giảm chi phí sản xuất và đồng thời giúp cho chúng ta có được một hiệu năng mát mẻ và trải nghiệm sử dụng vẫn rất mượt mà. Và còn nhớ trong rất nhiều những video đánh giá chi tiết trước đây, mình đã rất gạch đá giao diện ColorOS của Oppo thì cơ bản rằng nó có quá nhiều tùy biến không cần thiết để khiến trải nghiệm sử dụng của mình trở nên không còn mượt mà nữa. Nhưng ở trên Reno 8 Pro, với một giao diện mà nó vốn dĩ đã có nhiều tùy biến cộng thêm một mức bộ nhớ RAM lớn thì trải nghiệm sử dụng vẫn rất mượt mà. Hai thứ đấy là hai thứ bù trừ cho nhau để giúp trải nghiệm sử dụng ở trên chiếc máy này trở nên tốt nhất có thể. Tiếp theo đến với phần màn hình. Chúng ta có thể thấy rằng thông số màn hình chỉ dừng lại ở Full HD+ là một cái gì đấy hơi thụt lùi so với mặt bằng chung những chiếc flagship. Nhưng vấn đề ở đây đấy là thông số mật độ điểm ảnh ở trên chiếc Reno 8 Pro vẫn vừa đủ dùng cho những trải nghiệm sử dụng hàng ngày của chúng ta. Chứ nhưng mà trải nghiệm sử dụng thực tế nó vẫn vừa đủ dùng cho những trải nghiệm như là xem phim trên Netflix, vẫn đảm bảo cho chúng ta được độ sắc nét và với một màn hình có tần số quét cao thì trải nghiệm của mình khi chạm vuốt vẫn rất mượt mà. Tất nhiên là chúng ta cũng không thể nào bỏ sót được việc chiếc máy này vẫn được trang bị phần cảm biến vân tay được tích hợp ở phía bên trong màn hình. Và nhân tiện nói đến tấm nền màn hình thì tấm nền AMOLED ở trên chiếc máy này đem đến cho mình trải nghiệm sử dụng nó gần như là giống so với những chiếc smartphone của Samsung vậy. Rồi quay trở lại thứ mà đáng nhẽ ra nó nên xuất hiện ở đầu video, đấy là về mặt thiết kế. Tại vì sao mình không nói quá nhiều phần thiết kế? Vì Reno 8 Pro thừa hưởng một con ngữ thiết kế gần như tương đồng so với chiếc Reno 8 5G trước đấy mình đã từng review cho anh em. Một chiếc máy nằm ở trong phân khúc cao cấp thì chúng ta sẽ hoàn toàn có quyền đòi hỏi vào một ngôn ngữ thiết kế đẹp mắt. Tuy nhiên Reno 8 Pro mình thấy rằng nó vẫn chưa thực sự quá đẹp mắt. Nó chỉ nằm trên một mức nào đấy mình cho là độc đáo và khác lạ so với mặt bằng chung mà thôi. Chúng ta sẽ nhìn thấy có phần module camera rất to ở phía sau lưng. Và trên những mặt trải nghiệm sử dụng thực tế của mình đặt xuống các bề mặt phẳng thì nó vẫn xảy ra trường hợp bị bập bềnh đối với một số góc. Và với mình đây là một trong những cái mình cảm thấy không thích một chút nào. Ngược lại, cảm giác cầm nắm ở trên Reno 8 Pro rất nhẹ tay. Anh em sẽ thấy ngay phần khung được làm bằng nhôm là ưu thế ở trên chiếc máy này. Dẫu biết là nó sẽ gặp phải một vài những hạn chế như là việc trong quá trình chúng ta sử dụng, có thể chúng ta sẽ làm móp phần khung này khi khả năng chịu lực của nó chắc chắn sẽ không thể nào tốt được bằng phần khung thép so với một vài các đối thủ ở trong phân khúc tầm giá này. Cuối cùng, thứ ăn tiền nhất ở trên những chiếc smartphone Oppo đấy là về pin và sạc. Tất nhiên là Oppo không thể nào bỏ quên được công suất sạc siêu nhanh lên tới 80W ở trên dòng smartphone của mình. Viên pin thì chỉ là 4500mAh thôi. Tuy nhiên tốc độ sạc ở trên chiếc máy này thực sự rất ấn tượng và nó có thể là một công cụ chống cháy rất tốt cho chúng ta trong quá trình mà chúng ta sử dụng. Có thể thấy rằng Oppo đang ngày càng tự tin hơn tại thị trường Việt Nam. Họ đem đến cho chúng ta những chiếc smartphone nằm trong phân khúc cao cấp, ví dụ như là Reno 8 Pro. Một chiếc máy mà mình nghĩ rằng sẽ là một chiếc máy đem đến những trải nghiệm thú vị và khác so với số đông nếu như chúng ta đã quá quen lựa chọn những chiếc flagship tới từ Samsung hay Apple. Còn một vài phút dành cho quảng cáo, nếu như các bạn đang quan tâm đến chiếc Reno 8 Pro, các bạn có thể truy cập vào đường link chúng mình để ở bên phía dưới phần mô tả dẫn đến chuỗi hệ thống của Viettel Store để có thể tham khảo mức giá. Đến đây thì video của mình cũng xin được phép kết thúc. Nếu như các bạn cảm thấy video hay, hãy để lại cho chúng mình xin một like, một share, một subscribe, nhớ bấm chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.